chào tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em buổi sáng vui vẻ nha anh em. Bữa nay lên gà cũng nhiều anh em. Cái con này cẩn thận để về nha Lộc. Nhiều gà nay, nhiều gà xuống. Ai đồ này cũng lên gà nhiều anh em. Rồi ok anh em nha. Hẹn tất cả anh em vào ngày mai nha.